Chương trình này được bảo trợ bởi LH Lifetime Furniture 714-636-3010. Chúng tôi sẽ được trở lại với phần trình bày của anh Jack để trả lời những câu hỏi mà quý khán giả đã gửi vào qua email là kiến thức phổ thông 57.7@gmail.com. Chào anh Jack và cô Julie, tôi có đứa con trai 44 tuổi đã ly dị được 4 năm, cháu đang ở trong tù về tội và chắc khoảng 2-3 năm nữa cháu sẽ ra tù. Cháu đã đi làm khoảng 20 năm, nếu cháu ra tù trong lúc chờ kiếm job thì cháu có được xin tiền SSI Medical Food Stamp được không? Tôi nghe nói nếu không có chỗ ở thì có chương trình nào cho cháu ở trong lúc là kiếm việc lúc ở để trong lúc cho cháu kiếm việc làm. Cháu đã ở Mỹ được 42 năm và có quốc tịch. Cháu có hai đứa con gái 11 và 9 tuổi. Vợ chồng nó chia nhau giữ. Nhờ anh Jack và cô Julie giúp. Gia đình giận nên từ nó. Tôi năm nay 68 tuổi là mẹ của cháu. Cảm ơn cô và nhờ chị dẫn. Ông bà nói giận từ nó nhưng mà ông bà vẫn hỏi câu hỏi để lo cho tình con mẹ bà. Bao la như biển Thái Bình. Chúng tôi hiểu cái sự thông cảm cho cái vấn đề của quý vị. Nhưng mà quý vị ơi... các chương trình của Sở An sinh Xã hội và ngay cả Sở Xã hội của quận Hạt đó là tùy thuộc vào cái hoàn cảnh hiện tại. Thì trong vòng 4-5 năm nữa khi mà con ông bà được tự do đó, lúc đó cái hoàn cảnh nó như thế nào thì chúng tôi sẽ xét theo cái hoàn cảnh lúc đó. Quý vị đừng có ngại, quý vị cứ nói con ông bà đến các sở xã hội của quận Hạt để nhờ giúp đỡ về các chương trình bảo hiểm y tế, về food stamp, về trợ cấp gia cư nhá. Còn nếu mà muốn biết có được hội đủ điều kiện để xin SSI không thì câu trả lời đó chỉ có thể trả lời khi người đó liên lạc chúng tôi, nộp đơn, chúng tôi cứu xét mới có thể trả lời được cái câu hỏi như vậy. Thì quý vị cứ an tâm, tới lúc đó mình liên lạc các cơ quan của chính phủ để nhờ giúp đỡ thì sẽ biết. Dạ vâng. Và câu hỏi tiếp là tôi có câu hỏi xin anh giúp dùng. Chồng tôi đã về hưu ở tuổi 70, tôi thì ăn theo trước giờ không có đi làm. Tôi tìm hiểu thấy luật nói tiền về hưu từ 32.000 trở đến 44.000 đóng thuế 50%, còn 44.000 trở lên đóng 85%. Vậy tôi không hiểu trên 44.000 và dưới 44.000 là số tiền đó đã trừ mọi thứ rồi, số tiền còn lại mới đóng 85% hay là chưa trừ? Tôi không hiểu, vậy xin anh giúp dùng. Chồng tôi về hưu gồm có tiền pension và tiền SSA, mong được anh trả lời. Thưa, cái câu hỏi này cũng không có rõ. Chúng tôi không hiểu bà nói trừ là trừ cái gì và trừ như thế nào. Julie nghĩ là gross hoặc and net. Vâng, khi mà sở thuế tính để mà tính thuế cho quý vị đó là họ dùng cái modified adjusted income. Quý vị nhé, quý vị cứ nhìn hình như là cái hàng số 31 trên cái 1040 đó. Thì cái combined income, tất cả thu nhập pension, tiền hưu trí của tiền hưu trí của society, tiền lương đi làm, tất cả cộng lại cái combined income nha. Thì cái số đó đó tùy theo quý vị khai thuế là độc thân hoặc khai thuế là marriage jointly, thì cái mức tổng số thu nhập là bao nhiêu thì cái số thuế được định là bấy nhiêu. Chứ chúng tôi không biết bà nói là trừ như thế nào. Tôi đoán chừng là trừ đây có nghĩa là sau khi cái số tiền lương của mình xong rồi cái số tiền trừ ra thì mình mới bị đóng. Chỉ có những người nào khai thuế self-employed đó thì mới có được trừ này trừ nọ, rốt cuộc họ có cái net. Thì chúng tôi dùng cái net đối với những người self-employed. Còn quý vị mà không có self-employed đó là chúng tôi dùng cái như là Julie nói là cái gross, cái modified income đó. Dạ vâng. Kế tiếp, đây là một vị nữ khán thính giả sinh năm 1965, trước ở San Jose, bây giờ thì ở Washington State. Tôi đang theo hưởng 33% SSA của chồng tôi vì sức khỏe kém nên tôi không có đi làm. Tôi đã làm việc lương rất thấp, tiền SSA của tôi cũng sẽ rất ít. Câu hỏi số 1, tôi có thể không xin SSA mà xin SSI được không? Câu hỏi số 2, tuổi SSA của tôi sẽ là 67, vậy tuổi SSI của tôi sẽ là bao nhiêu? Xin ông và bà trả lời dùm qua email vì tôi không biết giờ phát hình của chương trình Kiến thức Y khoa. Vâng bà, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi này qua email để bà bảo đảm bà có thể nhận được.
nhưng chúng ta cũng muốn chia sẻ cái câu hỏi này tất cho cả tất cả mọi người. SSI, Jack và Julie đã trình bày rất là nhiều mà mình sẽ nói trong chương trình kế tiếp, là một chương trình trợ cấp xã hội. Nó như một hình thức welfare. Thì cái điều kiện tiên quyết đầu tiên của chương trình trợ cấp đó là họ muốn cho quý vị hiểu những cái chương trình trợ cấp mà có hình thức welfare đó là cái giải pháp cuối cùng, không còn một chọn là lựa nào hết, quý vị phải nhờ tới cái chương trình đó. Có nghĩa là nếu quý vị có tiền, có thể được một bất cứ một phúc lợi nào khác, quý vị phải xin trước. Quý vị không có quyền chọn lựa. Ồ, tiền hưu của tôi không muốn lấy, thôi để đó tới 67 tuổi tôi mới lấy. Tôi muốn xin tiền trợ cấp trước. Không có sự chọn lựa đó, thưa quý vị. Quý vị có thể xin được bất cứ phúc lợi gì, có sẽ lấy được tiền gì, tiền pension, tiền 401k, tiền gì phải lấy ra trước. Cuối cùng mới tới SSI. Thành ra câu trả lời cho bà đó là không có sự chọn lựa như vậy. Dạ vâng. Tôi tên Hưng. Câu hỏi này nó hơi rắc rối đây anh ạ. Tôi tên Hưng, hiện đang hưởng full retired với số tiền là 700 đồng. Tôi lập gia đình được 12 năm và sau đó ly dị đã 3 năm rồi. Vợ cũ của tôi năm nay 61 tuổi. Nếu ước tính full retired của vợ tôi, của vợ cũ của tôi là 2008. Vậy đến khi nào tôi có thể apply tiền chênh lệch 50% của người phối ngẫu? Trà, anh này cũng tính toán dữ ha. Cái mà chắc hơi tò mò đó là làm sao ông biết tiền hưu của vợ ông là 2000 mấy vậy? Cái đó rất là trừ được, khi trước khi ly dị được vợ chia sẻ. Ồ vậy hả? Ồ chắc vậy. Ok, thì trên nguyên tắc đó thưa ông, là người vợ, người chồng dù có đang chung sống với nhau hay không, hoặc là cả trong trường hợp ly dị, đều có thể nhận tối đa là phân nửa tiền của người phối ngẫu của mình. Trong trường hợp của ông đây, ông đang nhận 600 một tháng. 700 một tháng. Rồi, chẳng hạn như là người vợ của ông khi mà về hưu, số tiền tối đa tiền hưu đó là 2008. Ok. Nếu mà ông, mà tôi không biết làm sao ông có được cái số 2008, là tại vì con số maximum mà Social Security có thể trả được cho những người làm mà tiền mà maximum đó là chỉ có 2535 thôi. Không biết làm sao ông ra cái con số 2008. Hay là ông đánh lộn số. Trong khi chúng tôi chưa không bao giờ trả quá 2535 cho những người 66 tuổi đó. Thì cứ mình cái assume cứ là 2500 đi. Không, cứ cho là 2008 đi. Không, ok, rồi. Như vậy đó, ông có thể được nhận thêm từ người vợ đã ly dị với những điều kiện như sau. Người vợ đó ít nhất phải 62 tuổi. Dạ. Không cần phải xin tiền hưu. Bà có xin hay không xin cũng không sao, miễn bà ít nhất là 62 tuổi. Và ông không có lấy vợ khác sau 60 tuổi nha. Thì và phải có giấy hôn thú và giấy ly dị nha. Hôn nhân kéo dài trên 10 năm. Rồi. Giấy tờ có đầy đủ nha. Dạ vâng. Okay. Vâng, xin cảm ơn anh Jack rất nhiều và xin cảm ơn sự theo dõi quý vị. Và một lần nữa, tất cả những đóng góp ý kiến cũng như đề tài quý vị yêu cầu và câu hỏi liên quan tới an sinh xã hội, xin quý vị gửi về email là kiến thức phổ thông 57.7@gmail.com. Và đồng thời chúng tôi sẽ lần lượt để mà trả lời những câu hỏi của quý vị. Cảm ơn anh Jack rất nhiều và xin gặp lại quý vị vào tuần sau. Chúc quý vị cùng gia đình một tuần lễ an lành hạnh phúc và nhất là luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.